Cách đây ít giờ thì một vụ xả súng đã xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Ostrava, miền Đông Nam, Cộng hòa Séc, khiến cho 6 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết là vẫn đang truy tìm thủ phạm và kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu có. Cảnh sát đã công bố bức ảnh của nghi phạm lên Twitter. Theo đó, nghi phạm là một người đàn ông với chiếc đầu hói, tóc hung và mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Đài truyền hình Séc cho biết, người này cao khoảng 1m80. Một nguồn tin cho biết, vụ xả súng xảy ra tại khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Giám đốc bệnh viện trên cảnh báo, số người thương vong có thể còn tăng cao.